là chương trình phát thanh tin lành, tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng. Được phát thanh hàng tuần vào mỗi sáng thứ bảy trên đài Tiếng Nói Việt Nam do Thời báo chủ trương và thực hiện. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, trận bão thế kỷ Haiyan đã đổ bộ vào trong một số đảo tại quần đảo Philippines trong tuần qua, đã gây nên tổn thất nặng nề về nhân mạng lẫn tài sản. Sau đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị câu chuyện của một người tên là William Talley, đang ở tại Tennessee, Hoa Kỳ, tìm kiếm người thân của mình đang bị mất tích trong cơn bão vừa qua tại Philippines. Số là anh William Talley, người đang sống tại Tennessee, Hoa Kỳ, cách nơi gia đình anh đang ở tại Philippines khoảng 8.000 dặm. Ngày nào anh cũng ngồi trước máy tính trong nhiều giờ và tìm kiếm mỗi hình ảnh anh có thể thấy được cách trực tuyến từ đống đổ nát của cơn bão Haiyan đổ vào Philippines, nơi gia đình anh đang cư ngụ. Anh nói rằng, những gì tiếp tục chạy qua tâm trí của tôi bây giờ là gia đình của tôi gồm có vợ tôi và con tôi tại đó. Anh Talley có vợ là cô Rose và đứa con gái đầu lòng tên là Will Rose đang sống tại Guiuan, nơi cơn bão đã đổ vào đầu tiên tại Philippines, và giới truyền thông địa phương cho biết rằng khu vực này bị tàn phá 100%. Anh William Talley chia sẻ với phóng viên đài CNN rằng anh tìm đủ mọi cách có thể làm được, hầu có thể liên lạc được với gia đình của anh bằng cách gọi điện thoại về gia đình, liên lạc với các bạn bè qua các địa chỉ khác nhau tại Philippines, cũng như sử dụng các công cụ trực tuyến để có thể tìm thấy người thân yêu của mình. Nhưng cho tới hôm nay, anh vẫn chưa có sự may mắn nào về tin tức của gia đình anh. Thật vậy, kính thưa quý vị khán giả, ai đang ở trong tâm trạng lạc mất người thân như anh William Talley mới hiểu được tấm lòng của anh đối với gia đình trong lúc này là thế nào. Thánh Kinh cũng ghi lại rằng lòng Đức Chúa Trời yêu thương con người đến nỗi sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian để tìm kiếm những người đang bị hư mất. Lời Chúa phán rằng lòng Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và bày tỏ ra trong điều này: trong khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Giê-xu đã chịu chết thế cho chúng ta. Sự chết của Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá cách đây hơn 2.000 năm là tiếng nói rõ ràng và mạnh mẽ nhất rằng Đức Chúa Trời yêu thương quý vị và tôi. Kính mời quý vị đến với Chúa Giê-xu để nhận lãnh tình thương mà Chúa đang dành sẵn cho chúng ta. Chương trình phát thanh tin lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần kính gửi đến quý thính giả với các tiết mục Câu Chuyện Gia Đình, Câu Chuyện Phúc Âm và xen vào là các bài thánh ca tôn vinh Thiên Chúa. Kính mời quý vị cùng đón nghe. Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi.
sinh nên nên em vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng. Ngài giáng trần thứ tha hết tôi nhớ tin lành Giêsu, tình yêu của Giêsu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Hạ sinh nơi Bethlehem vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng. Ngài giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giêsu, tình yêu của Giêsu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Trên thế gian ai sánh bằng Chúa Giêsu Christ nhân lành, ban phước thiên và hy vọng, cùng anh đến yêu thương cho người. Hey, đừng buồn Chúa Giêsu, hạ sinh nơi Bethlehem, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng. Ngài giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành Chúa Giêsu, tình yêu Chúa Giêsu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Khắc Cường vừa mở đầu chương trình phát thanh qua ca khúc Chỉ có Giêsu. Sau đây kính mời quý vị đón nghe câu chuyện gia đình qua đề tài đối thoại trong hôn nhân. Tài liệu do Minh Nguyên biên soạn và Tiểu Anh trình bày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đối thoại cho hôn nhân, bài 6. Bà Liên tuy còn trẻ, nhưng lại có tính hay quên. Bà rất cẩn thận khi cất giữ những giấy tờ hay vật dụng quan trọng, nhưng vì quá cẩn thận mà lại hay quên. Nên khi cần dùng đến những giấy tờ hay vật dụng đó, bà không nhớ mình đã cất vào đâu. Không những thế, bà còn hay làm lạc mất tiền bạc hay credit card. Cứ lâu lâu chồng bà lại phải giúp bà tìm những vật dụng thường ngày như kính đeo mắt hoặc chìa khóa nhà, chìa khóa xe, vân vân. Tuy nhiên, bà Liên là người rất may mắn. Bà có một người chồng thông cảm với tính hay quên của vợ, nên mỗi khi bà nhờ giúp tìm cái này, cái kia, ông thường vui vẻ giúp vợ, chứ không cô có phàn nàn. Một ngày kia, hai vợ chồng phải xin nghỉ làm một ngày để đi đến sở di trú làm giấy bảo lãnh người thân. Vì tại đây, mỗi ngày có rất đông người đến làm giấy, nên hai vợ chồng phải đi thật sớm, đến đó xếp hàng trước để chắc chắn được gọi đến tên và không phải trở lại vào một ngày khác. Khi đến nơi, đứng xếp hàng được khoảng 15 phút, bà Liên xem lại giấy tờ mới biết là mình đã quên mang theo mấy tấm ảnh của người em gái. Bà vừa lo vừa xấu hổ, vừa giận cho cái tính hay quên của mình. Bà yên lặng suy nghĩ mãi không biết làm thế nào. Ông chồng nhìn vẻ mặt đăm chiêu lo lắng của vợ, biết là có chuyện không ổn rồi. Cuối cùng, không thể giấu chồng, bà đành nói cho ông biết. Khi ông chồng biết là vợ đã quên cầm theo ảnh của người nhà, ông lắc đầu nói, trước khi đi, anh đã nhắc em xem lại coi có đủ giấy tờ chưa mà. Và ông nói tiếp, anh cũng linh cảm là mình sẽ phải quay trở về nhà vì quên hay thiếu một cái gì đó. Bà Liên thật là ân hận trong lòng
vì thấy mình gây phiền phức cho chồng nhiều quá. Bà nói, em xin lỗi, em cứ tưởng là em đem đủ tất cả mọi thứ rồi. Ông chồng thấy vợ ân hận và áy náy quá, nên liền nói, thôi không sao, để anh chạy về nhà, rồi trở lại cũng còn kịp. Em cứ đứng đây, đến giờ mở cửa em vào lấy số, rồi anh trở lại là vừa. Thật là được lời như cởi tấc lòng. Câu nói của chồng làm bà Liên thật cảm động. Bà nói nhỏ vào tay chồng, cảm ơn anh. Bà thấy lòng nhẹ nhõm như có ai đã đỡ giùm bà một gánh nặng. Bà nhìn chồng với đôi mắt biết ơn. Bà thấy thương chồng và yêu quý chồng hơn bao giờ hết. Lời nói của chồng bà Liên trong câu chuyện vừa rồi nhắc chúng ta một nguyên tắc khác Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói. Nguyên tắc đó như sau. Lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng có cần bạc. Châm ngôn chương 25 câu 11. Một bản kinh thánh khác nói rằng lời nói đúng lúc như táo vàng trên đĩa bạc. Trái táo vàng đặt trên đĩa bằng bạc là hình ảnh mô tả một cái gì thật quý giá. Và kinh thánh cho biết lời nói đúng lúc, đúng chỗ cũng quý như vậy. Một câu khác trong sách Châm ngôn cho biết miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Châm ngôn chương 15 câu 23. Có một người chồng tế nhị, không nóng giận, nhưng biết thông cảm trước những lỗi lầm vì sơ ý hay vô tình của mình là điều người vợ nào cũng mơ ước. Trong trường hợp chúng tôi vừa kể, ông chồng có thể nổi giận, quát tháo om sòm hay mắng vợ vài câu cho đã tức, rồi kéo vợ ra về và bỏ luôn những việc định làm trong ngày hôm ấy. Nếu ông chồng phản ứng như thế, bà vợ cũng phải chấp nhận vì đó là lỗi của bà. Người chồng cũng có thể chịu quay về nhà, nhưng trước khi đi trách mắng vợ thật nặng lời cho xứng với cái tính hay quên, và cho đáng với cái tội đã làm cho ông phải thêm vất vả. Rồi khi trở lại có thể ông cũng tiếp tục cằn nhằn vợ. Nào là làm cho ông mất thì giờ, lại thêm nhức đầu vì kẹt xe, vân vân. Tuy nhiên, nếu người chồng cứ tức giận và trách móc vợ như thế, cũng không thay đổi được việc đã rồi, mà còn làm cho chính ông thêm bực bội. Không những thế, những lời cằn nhằn đó cũng làm cho bà vợ thêm khó chịu và ân hận về lỗi lầm của mình, và có thể bà cũng buồn chồng nữa. Tất cả những lời nói, những phản ứng thiếu yêu thương như thế không ích lợi cho ai, mà lại còn làm hai vợ chồng mất vui và có thể đi đến chỗ lớn chuyện. Chúng ta ai cũng biết sức mạnh và nguy hiểm của lời nói, nhất là trong đời sống vợ chồng. Để có thể nói những lời đúng lúc và có tính cách gây dựng, chúng ta cần tập tính bén nhạy và tế nhị, kèm theo tính chậm nói, tức là suy nghĩ trước khi nói. Đây là điều rất khó, vì chúng ta ai cũng dễ vấp váp trong lời nói. Thánh Gia Cơ đã xác nhận điều đó khi ông viết: chúng ta thì đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Gia Cơ chương 3 câu 2. Chúng ta đều biết trên đời chẳng có ai là người hoàn toàn. Theo lời Thánh Kinh dạy, ai cũng vấp váp, nhất là trong lời nói. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà chúng ta không cố gắng cẩn thận mỗi khi trò chuyện với người khác. Nếu muốn có mối tương quan tốt đẹp với người thân yêu, chúng ta phải cẩn thận trong lời nói. Nếu chúng ta là người quen tính nghĩ gì nói nấy,
họ là người có môi miệng nhanh hơn trí óc. Chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Chúng ta cũng đừng bao giờ chê người phối ngẫu là ngu dốt, dại dột. Vì trong phúc âm, Chúa Giê-xu dạy, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ vô dụng thì đáng bị tòa công luận xử án. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Đối với Chúa, những lời mắng như thế rất là nặng. Chúng ta cần phải tránh. Ngoài ra, trước một việc đã rồi, chúng ta cũng không nên nói những câu bắt đầu bằng chữ giá mà, phải chi, biết vậy, vân vân. Vì những câu nói đó không ích lợi, không gây dựng cho ai cả, mà chỉ làm chúng ta thêm ân hận, hối tiếc. Những lời cảm ơn, khen tặng, lời xin lỗi để làm hòa, cũng như lời phê bình với ý xây dựng đều phải nói đúng lúc và đúng chỗ mới mang lại kết quả như chúng ta mong muốn. Trước một quyết định sai lầm hay một việc đã lỡ, đã thất bại, câu chúng ta cần nói với nhau là không sao, lần sau mình sẽ cố gắng hơn, cẩn thận hơn để không sai hỏng nữa. Đó là những lời nói quý giá và hữu ích cho người nghe. Để kết thúc câu chuyện ra đề hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời khuyên của sứ đồ Phao-lô. Ông viết, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Cô-lô-se chương 4 câu 6. Cầu xin Chúa giúp chúng ta có khôn ngoan và tình thương của Chúa để biết đối đáp với mỗi người như thế nào, hầu gia đình chúng ta luôn được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Đối thoại cho hôn nhân bài 6. Xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Đối thoại cho hôn nhân bài 7 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Tháng 1 năm 1985, hải quan phi trường Los Angeles phát hiện một chiếc vali lớn không địa chỉ người gửi, cũng không có tên người nhận. Lúc nhân viên hải quan mở chiếc vali ấy ra, họ sửng sốt khi thấy nằm gọn ở đó là xác một phụ nữ trẻ không biết lý lịch. Tử thi được khám nghiệm ngay lập tức và bộ phận pháp y cho biết cô gái đã chết vài giờ rồi. Cuộc điều tra được tiến hành. Cuối cùng người ta cũng tìm được lai lịch của cô gái. Chồng cô là một thanh niên người Iran, hiện đang sống tại Mỹ. Vì không xin được giấy nhập cảnh để đoàn tụ với chồng, nên cô đã quyết định tự mình giải quyết vấn đề bằng cách chui vào vali, rồi nhờ một người gửi đến Mỹ bằng đường bưu điện dưới dạng bưu kiện. Đối với cô, phương cách này tuy liều lĩnh nhưng đơn giản và hiệu quả. Dù vậy, cô đã không lường được một kết thúc vô cùng bi thảm. Còn các nhân viên hải quan thì không thể giải thích được tại sao một kiện hàng như thế lại có thể vượt qua sự kiểm soát. Những quyết định sai dẫn đến những hậu quả xấu, hoặc bình thường hoặc nghiêm trọng. Phần lớn những đau khổ mà chúng ta đang gánh chịu là do các quyết định sai lầm. Trong cuộc sống, ta phải thường xuyên đứng trước những sự chọn lựa. Vậy, chọn lựa thế nào để việc đi đến một kết thúc tốt đẹp? Đó là vấn đề. Học sinh chọn ngành để thi, thương nhân chọn hàng để buôn bán, nam nữ chọn lấy người bạn đời, vân vân. Nhưng trong những sự chọn lựa ấy, có thể có những quyết định mà ta phải ray rứt vì nuối tiếc.
hãy nhờ cậy nơi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Ngài sẵn sàng dẫn dắt ai muốn được dẫn dắt. Sự khôn ngoan của ta không đủ để tự dẫn dắt cuộc đời mình. Lời Chúa sẽ thỏa đáp mọi nan đề khi ta cần một quyết định. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi, vì tôi bị gian truân, còn mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, các năm tôi sút kém tại than thở. Vì cớ tội ác tôi, sức mạnh tôi mòn yếu và xương cốt tôi tiêu tàn. Thi Thiên 31 câu 9 câu 10. Thánh Danh vừa gửi đến cho quý vị câu chuyện với đề tài quyết định sai lầm. Trong câu chuyện phúc âm tuần này, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị trở lại với Minh Nguyên qua đề tài 10 điều luật Chúa liên quan đến các vấn đề trong gia đình. Kính mời quý vị cùng đón nghe. Kính thưa quý vị, trong tuần báo Time số đề ngày 28 tháng 5, có một phần tin tức nói về tỷ lệ ly dị ở Mỹ. Bản tường trình này cho biết rằng trong năm 2006, số vợ chồng ly dị nhau đã giảm xuống rất nhiều. Tỷ số ly dị trong nước đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1970 cho đến nay. Nhưng đây không phải là điều đáng mừng, vì tỷ số ly dị giảm không phải vì vợ chồng ngày nay yêu thương nhau và chung thủy với nhau hơn, nhưng vì ngày nay nam nữ sống chung với nhau mà không có cưới hỏi, nghĩa là không chính thức là vợ chồng. Số người làm đám cưới giảm xuống 30%, và kể từ năm 1960 cho đến nay, số người sống chung với nhau ngoài hôn nhân đã tăng lên gấp 10 lần. Hôn nhân là định luật quan trọng và cần thiết mà Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa đã thiết lập để ban phước cho con người và để giữ cho đời sống cũng như xã hội của con người được vững vàng, tốt đẹp. Người không tôn trọng hôn nhân là sống ngược với định luật của Thiên Chúa. Những xã hội không tôn trọng định chế hôn nhân và gia đình là không tôn trọng tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời, và vì thế sẽ đi đến chỗ tự hủy, tự diệt. Để tránh nguy cơ này, chúng ta cần ôn lại giới răn của Chúa để học hỏi và áp dụng vào đời sống gia đình của chúng ta. Trong loạt bài tựa đề 10 điều luật Chúa và gia đình chúng ta, chúng tôi nói về 10 giới răn của Chúa. Và chúng tôi đã trình bày chi tiết từ giới răn thứ nhất đến giới răn thứ bảy. Hôm nay chúng tôi xin nói tiếp về giới răn thứ bảy. Đây là giới răn mà Đức Chúa Trời truyền phán: ngươi chớ phạm tội tà dâm. Trong tội tà dâm gồm có tội ngoại tình và những người có quan hệ tình dục bất chính khác. Trước hết, chúng tôi xin nói đến những người có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đây là khi đôi nam nữ chưa là vợ chồng mà đã có quan hệ tình dục với nhau. Theo lời Chúa dạy, tất cả những quan hệ tình dục ngoài hôn nhân đều là tà dâm. Vì thế, khi hai người dù yêu nhau lâu hoặc đã có lễ hỏi nhưng chưa cưới, chưa chính thức là vợ chồng mà có quan hệ tình dục với nhau là tội. Đây là điều mà nhiều bạn trẻ ngày nay vấp phải. Trong một xã hội mà nam nữ được tự do giao thiệp, tiếp xúc, các bạn dễ bị lôi cuốn đi quá xa và dễ dàng ngã vào tội lỗi. Tuy Kinh Thánh không đề cập đến vấn đề này cách riêng biệt, nhưng lời dạy trong sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 nêu lên một nguyên tắc rõ ràng mà chúng ta cần áp dụng. Lời dạy đó như sau: người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Nguyên tắc trong lời dạy này là người nam phải lìa cha mẹ trước rồi mới kết hợp với vợ. Nói một cách khác, nếu chưa chính thức và công khai lìa cha mẹ, tức là chưa có lễ cưới,
thì đôi bạn trẻ dù yêu nhau nhiều bao nhiêu vẫn không nên kết hợp làm một với nhau về thể xác. Chỉ khi nào người nam và người nữ chính thức và công khai trước mặt Chúa và bà con gia đình hai bên bắt đầu lìa cha mẹ để thiết lập gia đình mới qua thánh lễ hôn phối, lúc đó hai người mới được phép trở nên một thịt. Khi hai người yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân, trong thời gian chờ đợi, các bạn cần cẩn thận giữ gìn cho nhau để không phạm tội với Chúa và để cho đời sống hôn nhân sau này không có một vết nhơ hay có một kỷ niệm không đẹp. Trong nhiều cuộc hôn nhân, quan hệ tình dục trước ngày cưới là nguyên nhân khiến cho vợ chồng mất lòng kính trọng nhau. Cũng có người vì vấp váp này mà mỗi khi kỷ niệm ngày cưới lại thấy hổ thẹn vì nhớ rằng mình đã không giữ cho nhau và đã lừa dối mọi người trong lễ cưới. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, là thời kỳ tội lỗi lan tràn khắp nơi, nhất là những tội về luân lý, khiến cho nền tảng hôn nhân và gia đình bị lung lay. Ngày nay có nhiều người xem thường sự chung đụng về thể xác. Bất cứ với ai họ cũng có thể chung đụng được. Có người xem tình dục như là món đồ chơi, lúc nào và ở đâu cũng có thể sử dụng được. Trong xã hội chúng ta đang sống, thanh niên thiếu nữ xem thường hôn nhân, xem thường vấn đề giữ gìn cho đời sống trong sạch. Họ chủ trương rằng sống chung trước, nếu thấy hợp thì cưới hỏi. Không hợp thì chia tay nhau, đi tìm người khác. Có người vì không muốn bị ràng buộc trong những bổn phận và trách nhiệm của hôn nhân, sợ bị tốn kém khi phải qua thủ tục ly dị, nên sống chung với nhau mà không cưới hỏi, cũng không kể mình là vợ chồng. Đây là những người chống nghịch Thiên Chúa vì đã xem thường hôn nhân là điều Chúa đã thiết lập. Đời sống của những người đó thường kết thúc trong đau khổ vì bệnh tật và mặc cảm tội lỗi. Và điều kinh khiếp hơn hết là linh hồn sẽ bị trầm luân trong hỏa ngục. Sứ đồ Phao-lô gửi đến chúng ta những lời khuyến cáo như sau. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, cùng những điều khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi. Hễ ai phạm những điều thể ấy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Điều thứ hai trong những quan hệ tình dục bất chính ngày nay chúng ta thấy là vấn đề tính dục đồng giới. Tính dục đồng giới hay tình dục đồng phái tính là lối sống tội lỗi, đi ngược với lẽ tự nhiên. Trong lối sống này, những người cùng phái tính, tức là nam với nam, nữ với nữ, sống chung với nhau như vợ chồng. Đây là điều ghê tởm mà Thánh Kinh đã lên án rõ ràng. Tuy nhiên, ngày nay tại Mỹ cũng như tại nhiều nước trên thế giới, người ta đang tranh đấu để những người tính dục đồng giới được công nhận như là một lối sống bình thường. Dù một số người tìm cách biện hộ và cổ võ để tội tính dục đồng giới được chấp nhận như là điều tự nhiên, đa số mọi người vẫn thấy đây là điều không thể chấp nhận. Sâu kín trong đáy lòng, những người sống theo lối sống này cũng biết rằng điều họ làm là ngược với tự nhiên, ngược với điều đấng tạo hóa đã định cho con người. Thánh Kinh nói về tính dục đồng giới như sau. Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ. Ấy là một sự quái gớm. Trích sách Lê Vi Ký chương 18 câu 22. Sứ đồ Phao-lô cũng nói về những người chống nghịch Thiên Chúa qua lối sống tính dục đồng giới. Ông viết như sau. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng ngợi khen đời đời.
Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác, ngược với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách tự nhiên của người đàn bà mà ôm đúc tình dục, người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Trích thư Roma chương 1, câu 22-27. Theo lời sứ đồ Phao-lô, tính dục đồng giới hay đồng tính luyến ái là tội. Người sống đời sống này chống lại định luật về hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập. Phao-lô cũng cho biết những người theo lối sống tính dục đồng giới cũng cổ võ người khác theo họ trong lối sống sai lạc này. Ông viết, không những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác làm điều ấy nữa. Theo thư Roma chương 1, câu 28-32. Nếu theo dõi tin tức hàng ngày, chúng ta thấy lời sứ đồ Phao-lô nói đã thành sự thật. Những người theo chủ trương tính dục đồng giới ngày nay đang cổ võ, tranh đấu ở nhiều nơi, bằng nhiều cách, đòi hỏi xã hội phải chấp nhận họ, chính quyền phải dành cho họ đặc ân, không được xem họ là người tội lỗi. Không những thế, nhóm người này còn muốn xâm nhập vào các hàng ngũ lãnh đạo trong môi trường chính trị, giáo dục và tôn giáo. Họ muốn nếp sống tội lỗi của họ ảnh hưởng đến nhiều người, nhất là những người trẻ, đúng như điều sứ đồ Phao-lô đã nói gần 2.000 năm trước. Thưa quý vị, tính dục đồng giới không phải là điều mới mẻ, nhưng đã có trong xã hội con người hàng ngàn năm trước. Nhiều triều đại trong lịch sử đã sụp đổ vì lối sống tội lỗi này. Đế quốc La Mã cũng đi cùng một con đường, và chính vì băng hoại về đạo đức mà đế quốc La Mã đã sụp đổ. Trong thập niên 80, chủ trương tính dục đồng giới bắt đầu phát hiện và lan tràn khắp nơi, không chỉ trong phái nam mà cả phái nữ. Và ngày hôm nay, trong xã hội chúng ta đang sống, nhiều người, nhiều tổ chức cũng bắt đầu công nhận và tranh đấu quyền lợi cho những người theo lối sống này. Đây thật là điều kinh khiếp. Khi thấy tiêu chuẩn đạo đức bị xem thường, lời Chúa dạy trong Thánh Kinh bị loại bỏ, chúng ta biết rằng ngày tận cùng của thế giới đã gần. Cầu xin Chúa thức tỉnh lương tâm của mỗi chúng ta để sớm quay trở lại, sống theo những giới răn mà Thiên Chúa vì yêu thương đã ban cho chúng ta. Cùng nhau ta vui hát mừng, ngợi khen danh Chúa Giê-xu. Cùng nhau ta vui hát mừng, ca ngợi tình yêu cao quý, cùng dâng lên Cha ái từ bài ca từ đáy tim con. Giờ đây con hát chúc tụng, ca ngợi Chúa thánh muôn đời, cùng dâng tiếng ca ngợi danh thánh Ngài, cùng vang tiếng ca ngợi tình yêu Chúa, cùng dâng tiếng ngợi quyền năng Ngài, Ngài là Chúa chí cao. Cùng nhau ta vui hát mừng, ngợi ca danh Chúa không thôi. Nguyện dâng lên Cha tấm lòng, dâng trọn đời con cho Chúa. Để con xin dâng hiến Ngài, chuyển giao tình Chúa Giêsu. Tạ ơn yêu thương của Ngài, ca ngợi Chúa thánh muôn đời. Quý thính giả vừa đón nghe 10 điều luật Chúa của tác giả Minh Nguyên biên soạn. Và tài liệu này đã chấm dứt chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh kỳ đến, cũng vào mỗi sáng thứ bảy trên làn sóng thường lệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Thời báo chủ trương và thực hiện.
Chương trình phát thanh hàng tuần của chúng tôi cũng được lưu lại trên trang mạng songdaoonline.com. Trân trọng kính mời quý vị truy cập vào mạng lưới toàn cầu tại địa chỉ songdaoonline.com để đón nghe các chương trình phát thanh của các tuần trước của chúng tôi và đón đọc các tài liệu văn thơ Cơ Đốc giá trị tại đây. Để liên lạc với chúng tôi, xin quý vị gọi điện thoại số 416-827-6251. Kính mời quý vị và gia đình đến với các hội thánh Tin Lành Việt Nam nơi quý vị đang cư ngụ để tham dự các lễ thờ phượng Thiên Chúa và thông công với chúng tôi, hoặc đến với hội thánh Tin Lành Ân Điển tại số 311 Wilson Hay Boulevard, cạnh Subway Wilson, vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3 giờ để thông công và thờ phượng Thiên Chúa với chúng tôi. Trân trọng kính chào, tạm biệt. Giao tình Chúa Giêsu, tạ ơn yêu thương của Ngài, ca ngợi Chúa thánh muôn đời.